điều mà nhiều người quan tâm đó chính là các chính phủ đã hỗ trợ chi phí chữa trị căn bệnh này như thế nào thì sau đây thì sau ta sẽ điểm qua để cho các bạn có thể hiểu rõ nhiều hơn Ngày 2 tháng 3, thì Trung Quốc đã tuyên bố dành tổng cộng 110,48 tỷ nhân dân tệ tương đương với 15,6 tỷ USD cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Bộ trưởng Bộ Tài chính nước này cho biết đây là một phần trong kế hoạch để lùa dịch bệnh. Khoản tiền từ ngân sách được dùng để trả chi phí chữa bệnh, trợ cấp cho y bác sĩ và mua sắm trang thiết bị, quyết không để cho bệnh nhân phải gián đoạn điều trị thì uh, chi phí cho một lần xét nghiệm tại đất nước nước tỷ dân này cũng vào khoảng 370 nhân dân tệ tức là 53 đô uh, phí tổn điều trị mỗi bệnh nhân dao động từ 5.600 cho tới 23.000 nhân dân tệ tương đương với lại 806 cho tới 3.300 USD tùy vào độ tuổi uh, tuổi càng lớn thì khả năng chi trả càng nhiều do tình hình bệnh nghiêm trọng cũng như là các bệnh nền không chỉ chi trả mọi hóa đơn thì Trung Quốc còn hỗ trợ toàn bộ chi phí đối với những bệnh nhân cần dùng phương pháp phức tạp và tốn kém hơn ví dụ như là oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể. Còn tại Mỹ thì người dân cũng không phải chi trả cái chi phí xét nghiệm dịch SARS cov 2 à, xong hóa đơn điều trị của họ có thể lên đến 3.200 USD. Nhóm vận động hành lang đề nghị rằng bệnh nhân nên tham khảo các công ty bảo hiểm của mình để được thông báo về chi phí chữa trị. Họ lo ngại về tổn phí quá cao sẽ khiến cho người nhiễm bệnh bỏ qua việc điều trị, khiến dịch bệnh lan rộng khó kiểm soát. Vào tháng 1, thì Hàn Quốc đã tuyên bố chính phủ và các công ty bảo hiểm sẽ chi trả mọi chi phí liên quan đến việc thăm khám, cách ly và điều trị cho bệnh nhân Covid-19, bao gồm có bệnh nhân người nước ngoài. Nước này cũng thành lập nhiều cơ sở kiểm dịch với khả năng xét nghiệm cho 15.000 người trong ngày. Còn đối với Nhật Bản thì hồi tháng 2, đất nước này nhận định Covid-19 là bệnh truyền nhiễm. Chính vì vậy mà chính phủ đã đồng ý chi trả các hóa đơn nằm viện của bệnh nhân nhiễm virus ở đây. Mỗi lần xét nghiệm thì công dân Đức sẽ cần trả khoảng 282 USD nếu như được bác sĩ đề nghị xét nghiệm, bệnh nhân sẽ không phải trả số tiền này vì đã có công ty bảo hiểm họ lo cho phần này. Ngược lại nếu như họ chủ động yêu cầu được xét nghiệm thì phía bảo hiểm sẽ không thanh toán khoản chi phí này. Trong đó ở tại Anh thì có khoảng 18.000 người dân đã được xét nghiệm Covid-19 miễn phí vào tháng trước, phát hiện ra 373 trường hợp nhiễm bệnh. Ở tại Singapore thì bộ y tế đã hỗ trợ công dân thường trú nhân và người có visa lao động phải cách ly uh, chi trả 70 đô cho mỗi ngày. Uh, chính phủ cũng hỗ trợ trả toàn bộ chi phí xét nghiệm cũng như điều trị cho công nhân của đất nước này. Uh, đối với người nước ngoài có visa ngắn hạn, họ sẽ được miễn phí xét nghiệm nhưng phải trả phí chữa trị theo đúng quy định áp dụng từ ngày 7 tháng 3 năm 2020 và đặc biệt là ở tại Việt Nam khi đi khám với các triệu chứng điển hình như sốt, ho, khó thở thì người dân sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả chi phí xét nghiệm dù kết quả là âm tính hay dương tính. Nếu như xác nhận nhiễm Covid-19, phí tổn điều trị của họ sẽ do nhà nước chi trả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã quyết định cho mỗi người bị cách ly vì Covid-19 là 100.000 đồng mỗi ngày từ ngân sách thành phố, đồng thời thực hiện lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ số F1, F2 cũng như là sẽ xét nghiệm miễn phí. Thì vừa rồi đó chính là những thông tin về việc chính phủ các nước đã hỗ trợ chi phí cho việc xét nghiệm chữa trị COVID-19 như thế nào.